Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel chợ Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe cho anh chị và các bạn ha, những cái dòng xe đi làm này, cũng xe số xe tay ga có đủ á. Bên cửa hàng Phi Tiến nha mọi người. Thì xe nhiều thì có thể là mình sẽ quay trong clip khá nhiều xe, anh chị và các bạn chịu khó mình tham khảo kỹ phụ trợ đồ các kiểu á. Mọi người xem thì có lẽ là mình sẽ chia ra làm hai. Mình sẽ quay trước hôm nay một lô, ngày mai mình sẽ quay một lô nữa cho anh chị và các bạn ha. Đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Phi sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Anh Phi được rồi nha. Hello, xin chào anh chị em nha. Đó, bữa nay em cũng review một số xe hiện tại là đang về cửa hàng cho anh chị em. Và bên em á, nói chung là bán anh chị em mình chỉ cọc trước cho cửa hàng là tầm 2 triệu đồng. Bên em là ship xe giờ tận nơi, anh em okay. Sẽ mình chứng là đó, siêu rút là về Đắk Lắk à? Gia Lai. À, Gia Lai luôn, biển số 81 luôn, về Gia Lai bọc lại. Nói chung là thủ tục góp là cũng rất là đơn giản, anh chị em mình là chỉ cần trả trước là vài triệu đồng, trên là 30% là anh em mình là sẽ được nhận xe, đặc biệt là không nợ xấu nha. Bên em là có ba ngân hàng đó, như là Zắc, Hơm và FE. Đó là anh em mình mua những con xe mà tầm mà trên 30 triệu á, đưa trước vài triệu, thứ nhất là việc hồ sơ nhanh, thứ hai là cho nó dỡ đậu. Đó, còn dưới 30 triệu là không có cần được trước nha anh chị em. Và bên em báo giá sát giá cơ sở luôn. Phí với bên em là báo giá xe thôi, chưa có phí hồ sơ và phí vận chuyển để cho anh em mình dỡ biết thêm. Anh em nào muốn thêm biết thêm chi tiết á, thể là liên hệ số điện thoại bên đó, bên em sẽ trao đổi với sự mua góp và trả xe luôn nha anh em. Đó. Bây giờ mình báo sơ một số dòng xe số xe đi làm đi anh. Bên này là một con Way Alpha nè anh em ơi, áo bọc keo nguyên con, cuối 2020, có chống trộm đầy đủ luôn nha. Con này thì em bán nha anh em mình với giá là 14.900.000 đồng thôi. Đó, chức năng xe đầy đủ hết nè. Máy móc bảo hành 1 năm hết nha anh em, tất cả trong dòng xe cửa hàng Phi Tiến là đều bảo hành 1 năm cho anh em mình hết luôn nha. Nói chung là xe của em thì nói chung là tiền nào của đó thôi. Em lựa những con xe đẹp đó, xe ngon lành giao cho bà con mình là sử dụng luôn. Alo, đang quay phim xíu gọi lại cho. Đó, em sẽ lựa những con xe là cho anh chị em mình đi tới đi lui là ok hết nha, tại vì tiền nào là của đó thôi, còn rẻ thì bên em không có. Bên này là một con Way Redis 2020 mới về luôn. Đó, con này em bán cho anh em mình với giá là 18.200.000 đồng. Đó, 2020 mâm đĩa luôn, quá mới luôn. Ok. Alo. Bộ 18 triệu, đang quay phim cái đi. Rồi, cái bên này thì Asilo. Thì bên này là một con Asilo biển số 94K1 52377. Con này thì em bán cho anh em mình là 2017 nha. Bán cho anh em mình với giá là 12.200.000 đồng thôi. Đó, máy móc thì bảo anh 1 năm 13.000 cây. Họ cứ trả 2 3 triệu là ship xe toàn quốc hết. Đúng rồi, anh em mình là vừa nhận xe là sẽ trả số tiền còn lại luôn. Quá wow, okay. Tiếp đến bên này là một con Way biển 36B2 30781, xe này là bọc keo nguyên con. Nói chung là cái giờ trời lăn cỡ không đáng cỡ. Con này thì giờ cày bừa, con này em bán cho anh em mình với giá là 8.500.000 đồng. Đó, 8.500.000 này xe đi làm. Đó, xe này thì nói chung là máy móc là ok luôn nha anh em. Đồ là lậm thôi. Đó. Rồi. Con này đây là một con AB đầu bò, biển số 36B2 31057, em bán với giá là 12 triệu đồng thôi. Con này thì máy móc zin em hết nha anh em, bảo hành 1 năm nha. Anh em nào mà này có quay vào lắc đẹp nè. Anh em nào muốn nghe xem chi tiết kỹ hơn hoặc là video hoặc là hình ảnh đẹp hơn là liên hệ em sẽ chụp cho nha. Tại clip nó rất là dài nên là anh em mình thêm không hết được nha. Quay vào lắc bên này em bán với giá là 14 triệu đồng nha anh em. Đó, 14 triệu đồng nè, khung sang a lộn con này quay vào lắc, hai cuối 2019 luôn. Biển 95B1 69232. Đó, và bên đây là một con Sirius FI 2017. Nhà xe này nghe rồi, tiếp tục là một con Sirius. Con này em bán với giá là 13 triệu nha anh em. Biển số là Đồng Tháp 8536. Bên đây một con Asolo biển 317G1 cũng 2017 luôn nè, 12 triệu đồng thôi cho một con tay. Máy móc bán 1 năm. Rồi, Windows V1.
Bên này là V1 em mới về luôn, đang chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ cho anh em mình lại. Con này là 2019, đường số 8 Kiên Giang, 41225, 2019. Con này em bán cho anh em với giá là 25 triệu đồng nha anh em. Bao đẹp lên keng nha. Rồi, con này thì... Bên này một con AB mới về luôn anh em. Con này đẹp con lắm này nha. Con này thì 2017, đen nhám, đường số 9 Cà Mau, 15206, ốc tán thì như mới luôn. Con này em bán cho anh em mình với giá là 25 triệu 900 nghìn đồng. Đó, phiên bản đen nhám này nè anh em. Xe này mua về sử dụng luôn. Ôi, okay. Làm hết. Con này thì vừa bán cho anh khách nè. Về đâu ta? Con này bán cho anh khách giờ Cà Mau luôn. Cà Mau, khách thì đang ở trong kia kìa. Tiếp đến bên này là một con quay Black. Nói chung là cái đầu nó có vẻ trai nhẹ một xíu. Đó là em sẽ dặm tút cho anh em mình luôn. Con này là 2020, biển 61 B1 24219, rẻ hơn con quay pha rất là nhiều. Em bán cho anh chị em mình với giá là 14 triệu 200 nghìn đồng thôi. 14 triệu 200. Đó, ta chống trộm đầy đủ luôn nha anh em. Ok. Đó, mua thì lắp lại cái đầu nha mọi người. Đầu đang bị tròi tí. Rồi. Bên đây một con Novit em đang dọn dẹp nè anh em. Đó, mở ra vệ sinh rửa ráy dọn dẹp. Con này là 2018. Đó, cái cây mình sẽ dọn dẹp cho anh em mình luôn. Phiên bản này là bản kỷ niệm 20 năm. Biển số là 69E1-40448. Con này em dọn xong em bán cho anh em mình với giá là 28 triệu đồng. 155, có ghe ABS nha anh em cuộc hơi. Rồi, con em Sirius FI. Tiếp đến bên này là con Sirius FI là cuối 2019. Biển 95E1-85272. Em bán với giá là 14 triệu 500 nghìn đồng nha anh em. Đó, mấy con này mua rồi là chạy luôn. Chức năng là sẽ hoàn hảo nha anh em. Rồi, con này là một con Future bên này là đời 2013, quân xăng điện tử. Con này là mấy với anh em nha anh em. Con này thì biển số là 36, chính chủ luôn. Đó, bữa khách ta đòi xe, áo đang bọc keo, em lọt keo ra. Thì em bán cho anh em mình với giá là 15 triệu 800 nghìn đồng. Ok. Đó. Rồi, con này thì ship này nãy nói nè mọi người. Ship thì được bọc bọc kỹ như này á. Rồi. Đây là một con quay Black 2020, biển 82B1, 92800. Con này em bán cho anh em mình với giá là 14 triệu đồng nha anh em. 4 triệu. Đó. Còn anh em nào muốn rẻ hơn, nhỉnh hơn thì bên này một con câm đĩa 11 triệu 500 nghìn đồng. Đó, 11 triệu 500 nghìn đồng, biển số là 76H1-26806 nha anh em. Rồi, con này quay RDX nè. Bên đây là một con quay RDX biển số 11K1-25523, 13 triệu 500 nha anh em. Đó, con này là phun xăng điện tử luôn nè. Đó, phun xăng điện tử chức năng là xe hoàn hảo hết, cân biên bản cân 3D. Ok. Bên này thì một em Sajia màu trắng xanh. Đó, xe chia bên này là cuối 2020 nè anh em. Biển số là 83 Sóc Trăng, V105930. Con này em bán cho anh em mình với giá là 36 triệu 500 nghìn đồng nha anh em. 36 triệu 500. Hai chia còn đầy đủ hết nha. Đó, chức năng là xe. Có đi một con số con ốc Titan và cùm rắc Uma. Rồi, bên này thì Rider. Bên đây một con Rider biển 61E1-67073. Xe thì cuối 2018 sạch sẽ đẹp keng. Em bán với giá là 31 triệu đồng cho anh em mình luôn. 31 triệu. Rồi, Rider Sanker. Rider Sanker con này sẽ cọp biển 61G1-52581. Con này thì 18.000 cây thôi nha anh em, 2016. Em bán với giá là 22 triệu đồng. 22 triệu. Rồi, còn cặp bên này rẻ hơn là đời 2016. Con đầu tiên là 83C1-18938, 16 triệu 800 nghìn đồng. Còn bên đây cũng đồng giá 16 triệu 800 nghìn đồng anh em. Biển số là 84F1-11360. Đó, 2016 nha. Mày móc kinh em. Rồi, con này thì F135. 135 là con vàng xám. Con đó là hồ sơ cầm tay. Mình bán với giá là 21 triệu nha anh em. Hỗ trợ nhập thêm tên, thêm phí nha. Đó. Rồi, đến là một con biển 72 Vũng Tàu. Con đó thì mình bán cho anh em mình với giá là 20 triệu 500 nghìn đồng luôn. Biển số là 272-25096. Và cớ bên này là con này là xe dạng thuộc cọp nha anh em. Tiền nào của đó nha. 22 triệu 500. Ngay chủ ký giấy. Biển số là 59B1-55312. Biển số thành phố nha anh chị em. Rồi đó. Bên này 19 triệu 500 nè. Biển số là 49NM1 04528. 19 triệu 500. Ok. Bên này là một con ẹt Sinter biển số là 61C1-38505. Là xe này em nói là ốc tán là như mới luôn. Con này 19 triệu đồng.
Còn bên này? Bên này là biển 71B2-26892, 19 triệu đồng. Đó, 2014. Bên này là cũng 2014 luôn. Biển số là 93B1-61035. Và con bên này là 60B5-28491. Con này em bán cho anh em với giá là 19 triệu đồng luôn nha anh em. Đồng giá luôn nha. 19 triệu. Đó. Rồi, bơ xít không? Bơ xít này là 150 hàng bỏ mẫu nha anh em. Cuối 2018. Em bán qua giá là 54.500 bao hồ sơ. Đó, hố bếp ga 54.500. Quá mới luôn anh em, mua về là sử dụng luôn. Thì mốt bỏ nghe rồi. Nhích vàng tới dần. Còn con này thì cọp hơn nè anh em. Đó, anh em nào muốn mua cọp hơn thì có cọp luôn. Con này anh nói là 150 giá là 54.500 bao hồ sơ. 54.500. Đó. Rồi. Con này, còn con này là hàng bỏ mẫu luôn, bọc keo nguyên con. Đó, 2020. Con này là có 2-3 nghìn cây thôi. Con này em bán cho anh em mình với giá là 58 triệu bao hồ sơ. 8 triệu bao hồ sơ. Giờ 94F1 35376 đây, hoặc ô đô cho anh em mình xem được không? Đó. Đó, 3.500 cây đó. Bao tua nha anh em. Đó, con tắt đồ nút đèn đồ đông kháng thì xe mới hết nha. Hàng này vừa có hàng đâu mà mới. Hàng này bỏ hàng rồi. Rồi. Con này thì con này là một con Novice mới vừa luôn, còn chưa rửa ráy lại cho anh em mình luôn. Con này thì em bán cho anh em khó ghê luôn nha anh em. 2019 luôn nè. Bán cho anh em mình với giá là 28.500.000 đồng. 155 luôn. Đó, khó ghê luôn. Okay. Tiếp đến bên này là ABM 2013 mình cũng mới vừa luôn anh em ơi. Màu đỏ trắng nè. Con này thì nói chung là cái chai bên này chút đỉnh thì bên em sẽ dọn dẹp lại anh em mình luôn. Xe bao đẹp cho anh em mình luôn. 20.500.000 đồng. 20.500 thêm nha. Con lớn tìm xe luôn nha. Đó. Rồi. Bên này một con này là bánh mâm. Đó. Biển số là 83B4-30956. Em bán với giá là 31.500 nha anh em. Nó đi cặp mâm nhện luôn. Rồi. Rồi. Rồi bên này là Sirius đây. Nó hơi chặt mọi người, đi di chuyển nó hơi khó một tí không? À, Sirius này là em bán cho anh em mình với giá là 14.200.000 đồng. Đó, 2021, biển số 61H1 63826 nha anh em. Quá màu mới. Tiếp đến con đen là biển 76B109746. Em bán cho anh em mình với giá là 14.500. Đó, 2020, quá mới luôn nha anh em. Rồi, qua Jupiter nè. Jupiter bên này là biển 94B1-47024 nè. Em bán cho anh em mình, con này là 2020 nha. 9.000 cây thôi, em bán cho anh em mình với giá là 20.200.000 đồng. 20.200. Đó, bên em sẽ tặng kèm cho anh em mình 3 món quà. Đó là nhớt, mũ bảo hiểm và bảo hiểm xe máy nha anh em. Rồi, bên này thì Jupiter đây là cuối 2019 nè. Biển số là 36B6-93773. Bao hồ sơ cho anh em mình luôn, 20 triệu đồng thôi. Máy móc dinh em bảo hành 1 năm. Ok. Jupiter màu đỏ đen luôn. Jupiter đỏ đen bên đây bự 9.800.000 đồng. Biển số là 70E1-52010. Máy móc bảo hành 1 năm, có chấm chậm đầy đủ luôn. Bên đây là một con Future 2019 xe đẹp keng. Biển 68D1, biển số đẹp nữa nha anh em. 53535. Đó, con này mình bán qua giá là 27.500.000 đồng. Rồi, con này cũng Future màu đỏ đen. Còn bên trong cũng 2019, biển 66M1-47596, 25.300.000 đồng. Và con bên trong còn biển 38M1-36146 em bán với giá là 27.500.000 đồng. Bánh mâm thân địa luôn, 2019. Okay. Biển 38. Phía sau là con Inbalut à? Inbalut, con này là đời 2021 anh em nha. 2.600 cây thôi, 2021. Cam kết anh em mình là bao đô, bao ô đô, bao thua nha. Con này mua mới bây giờ ra tên là 34 triệu. Em bán cho anh em mình với giá là 21.500.000 đồng thôi. 21.500.000 đồng như xe mới. Đó, rẻ hơn rất là nhiều nha, không khác là xe mới nha anh em. Đó. Rồi, phía bên là con Sirius FI. Sirius biển 77 Bình Định G1 58156, màu cam đen, màu phiên bản đặc biệt. Con này 9.000 cây. Em bán cho anh em mình với giá là 13.500.000 đồng thôi. 13.500. Đó, xe tiền nào của nấy thôi. Bên này là một con 37N1-39727 2021, có đi cặp băm nhện, cặp phục hơi. Đẹp, 3.900 cây, 15.500.000 đồng. Ok. Còn Sirius màu đỏ đen. Sirius màu đỏ đen, biển số 68S1-44797. Con này là có đi cặp phục hơi khá chi là đẹp luôn, 5.000 cây. Bán với giá là 14 triệu đồng. 14 triệu. Rồi, cái này là con Novice nè, 125.
NVX125 biển 68D1410 60. Con này là khó bếp ga. Con này em bán cho anh em mình với giá là 21.500.000 đồng. Rồi. Con Liberty này đời 2018 nha anh em, ABS Liberty S nè, ABS luôn, biển số 93B2 thành phố Đồng Xoài, 26926, biển số khá đẹp, em bán với giá là 24 triệu đồng. 24 triệu, sẽ tặng cặp gương theo xe cho anh em mình luôn nha. Ok. Bên này là một con Sonic biển 65K149716 nè, con này là cuối 2019 luôn, em bán cho anh em mình với giá là 34.900.000 đồng. Đó, Sonic trắng đỏ racing nè. Đó, màu rất là đẹp. Bên này là một con Berset nè anh em. Con này thì nói chung là nó chật quá, anh bỏ nó mình chưa lô ra cho anh em mình hết. Con này là đời 2011, biển số là 36KC300247. Con này em bán bao sơ cho anh em mình với giá là 20.500.000 đồng nha anh em. Quá đẹp luôn. Đó, máy móc Vinam bảo hành 1 năm nha. Rồi. Thì đó là lô xe đầu tiên, còn bên này thì còn khá nhiều. Nhưng mà anh chị và các bạn mình chắc là mình sẽ quay ở clip khác cho anh chị và các bạn ha. Anh chị và các bạn chú ý còn lại Vision, nói chung là còn rất là nhiều dòng xe này. Chứ bên này còn nhiều lắm. Đó, có gì thì clip cũng khá dài rồi. Thì mình quay tạm cái lô xe đi làm rồi những cái dòng xe tay ga đi rỉ cho anh chị và các bạn trước á. Thì mình sẽ quay cái lô kia sau, up lên sau cho anh chị và các bạn nha. Các bạn nào mua thì mình liên hệ qua số điện thoại của anh Phi để mình Phi hỗ trợ một cách nhanh nhất á. Rồi, cảm ơn mọi người á. Anh em xin chào, hẹn gặp lại anh chị em nha.